Ý sao ba chiếc sao mà có chiếc winner lụng nữa nè, chiếc này chiếc bên tay phải nè, thấy không, những này cao hơn nè, nè chiếc bên bìa là lụng nhất nè. Rồi ba bạn chủ xe lại cho không thẩm vấn cái sao rồi, sao ba người mua ba chiếc xe giống nhau mà giống màu luôn kìa vậy. Nãy là nè Nguyễn sửa trước nè, này là phong thủy nè, ông này thấy đẹp mua theo luôn. Tôi thấy tôi lẻ loi quá tôi mua luôn. Anh Quân này thích thì mua thôi. Còn bạn này sao, anh em đồng lòng? Thấy tôi thấy lẻ loi quá tôi mua luôn, tôi định mua chiếc màu đỏ rồi. Mua màu đỏ rồi phải không? Hai nhà thấy buồn quá thôi, mua luôn cho giống luôn đó. Ba thằng mua ba chiếc xe giống màu. Xanh đỏ, đen đỏ, xanh trắng. Rồi giờ đây ba anh là có sở thích giống nhau luôn nè. Các bạn ai nhà mà có ba chị em sinh đôi hay gì á, bắt đầu liên hệ cưới luôn á. Dạ cưới vợ ba chị em xin đôi quấn luôn không? Làm luôn á. Làm luôn á. Nào cầm chìa khóa cũng đọc đi. Bớt tay. Mày để chìa khóa mở. Cầm cái giấy rồi bỏ số khung. Đâu cái số khung đặng đâu đâu. Ý sao ba chiếc sao mà có chiếc winner lụng nữa nè, chiếc này chiếc bên tay phải nè, thấy không, những này cao hơn nè, nè chiếc bên bìa là lụng nhất nè. Ủa sao ba chiếc mà chiếc cao chiếc lùn vậy? Đúng rồi, cái chiếc bè đây là thấp nhất nè, đúng không? Này còn cái chiếc giữa này là nó thấp hơn chiếc bên đây, cao hơn chiếc kia nè. Thấy rõ mặt đất này không thẳng? Không có mặt đất thẳng gì nè, nhìn rõ ràng luôn. Thấy cái đèn cái nhang thôi nè, thấy nó hơi xiên xiên rồi đó. Sao kỳ vậy trời? Ô winner lùn hả? Chắc là mua winner lùn. Đây là winner cao nè nha các bạn, nè winner cao nè, đổ xăng đi, đổ xăng đó cao nè, phải không? Nãy đường đổ xăng nè, đó sao lúc nãy không kêu mua xăng bỏ rồi thì vậy, không lẽ giờ winner nó giảm giá mà làm cái xe lùng lại hả? Nói chung là lúc nãy là mình nhìn thấy là ba chiếc thì nó chênh lệch cái chiều cao của nó, nhìn thấy rõ rệt không, nhưng mà khi mà dựng chống đứng lên thì mình thấy là nó đều nhau rồi. Này là do nó thật sự mà nãy mình khi mà mình thấy nó bị thấp hơn đó là do nó cái chống nó hình như nó bị nghiêng quá, chiếc bên đây nó bị nghiêng nhiều hơn, nhưng mà chiếc này cũng tự nhiên bị ít hơn, chiếc bên đây là chống chống nghiêng bên đây nó thẳng hơn, nhưng mà mình xe thì ở trong hãng ra thì nó sao mà cái chân chống nó chịu lệch gì lạ ha, làm cho em nãy nó hết hồn cho em tưởng đâu winner lùng không mà chứ. Thì giờ mình sau khi mình dựng chống đứng lại thì đánh chính lại thì xe nó ok, nó đều hết chứ không có gì mà chiếc lùng chiếc cao giờ tiền chống ok. Giá ban đầu, giá đề xuất của hãng là 49.9 triệu các bạn, phiên bản là ABS, có thắng đĩa ABS luôn. Thì đây mình ba anh em làm chúng mình ra mua ba chiếc có phiên bản ABS luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.